Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện ngũ hành tôi thiếu em của tác giả Tây Tử Tự. chương 95, Bệnh viện Kinh Hồn Hành lang chật hẹp này thật sự khiến người ta cảm thấy không thoải mái, nên khi Chu Gia Ngư nhìn thấy cánh cửa kia, hắn không nghĩ ngợi nhiều liền đưa tay gõ. Không có ai đáp lại, Chu Gia Ngư lại gõ cửa một lần nữa. Khi hắn nghĩ rằng sẽ không có ai trả lời, một giọng nam trầm truyền ra từ phía sau cửa, tiến vào. Chu Gia Ngư nghe thấy, duỗi tay nắm chặt tay cầm, nhẹ nhàng xoay một cái. Cửa kêu lên một tiếng giòn tan, trước mặt hắn lộ ra một khe hở, mọi người nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Tường trong gian phòng đều bị chát phấn thành màu đen, ánh đèn vốn đã không sáng, trong căn phòng càng thêm ảm đạm. Chu Gia Ngư nhìn thấy một chiếc bàn gỗ cự đại, phía sau bàn là một người mặc áo trắng. Trên mặt người này đeo khẩu trang, trên mũi còn mang kính, vì ánh đèn tối nên dù thị lực tốt như Chu Gia Ngư cũng không thể nhìn rõ mặt mũi của hắn. "Xin chào." Người đàn ông phát ra tiếng, "Xin hỏi các ngươi có chuyện gì?" Mọi người từ hành lang đi vào trong phòng, vốn tưởng rằng rời khỏi hành lang chật hẹp kia sẽ bớt cảm giác bị đè nén, nhưng không ngờ phòng làm việc của viện trưởng này còn khiến người ta cảm thấy ngột ngạt hơn. Chu Gia Ngư chỉ đứng trong phòng một lát đã rất không thoải mái, hắn thật khó tưởng tượng một người bình thường có thể trường kỳ ngồi làm việc ở đây mà còn giữ được lý trí. "Xin chào." Chu Gia Ngư nói, "Xin hỏi ngài là viện trưởng ở đây phải không?" Nam nhân gật gật đầu, nói, "Đúng, ta là viện trưởng, xin hỏi các ngươi có chuyện gì?" Chu Gia Ngư liền kể lại nội dung vừa rồi đã nói với Lý Nhất Hạo, bày tỏ rằng họ đến để điều tra bệnh án của một bệnh nhân. Mời ngồi. Viện trưởng ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống, nói, "Ta hoàn toàn có thể phối hợp với lực lượng cảnh sát điều tra, xin hỏi các ngươi muốn hỏi về bệnh nhân nào?" Mọi người nhìn ghế nhưng không ai động, Chu Gia Ngư cũng không muốn ngồi đối diện hắn, tuy rằng có vẻ không lịch sự, nhưng người viện trưởng này mang đến cho hắn một cảm giác không tốt. "Khương Trúc." Chu Gia Ngư cẩn thận nói ra tên này, đồng thời quan sát biểu tình của viện trưởng nhưng do phản chiếu của ánh đèn và khẩu trang che đậy phần lớn khuôn mặt của viện trưởng chu gia ngư rất khó nhận ra biểu cảm của hắn để lấy thông tin hữu dụng do phản ứng trước đó của lý nhất hạo chu gia ngư lo lắng rằng khi nhắc đến khương trúc viện trưởng có thể sẽ có phản ứng quá khích nhưng ngữ khí của viện trưởng lại hết sức lạnh nhạt xin lỗi ta không nhớ rõ bệnh nhân này các ngươi muốn biết thông tin về hắn e rằng phải tự đi tìm ở phòng hồ sơ không nhớ rõ chu gia ngư không tin ngài xác định ngài không nhớ rõ tên khương trúc đúng thế viện trưởng khẳng định chu gia ngư nghi ngờ nhìn hắn nhưng lý thầy thuốc bên ngoài nhớ rất rõ nếu ngài không ngại phiền ngài đi cùng chúng ta đến phòng hồ sơ viện trưởng nghe vậy không nói gì rơi vào trầm mặc từ nhập vọng lúc này vỗ mạnh bàn nói viện trưởng ngài cần phải hiểu rõ tình hình sau một khoảng trầm mặc ngắn không biết do viện trưởng suy nghĩ kỹ hay do từ nhập vọng uy hiếp có tác dụng viện trưởng khẽ gật đầu có chút không tình nguyện đồng ý với đề nghị của chu gia ngư đi thôi viện trưởng nói ta sẽ dẫn các ngươi đi mọi người theo hắn rời khỏi văn phòng chu gia ngư để ý thấy văn phòng này rất kỳ quái ngoài bàn và ghế ra không có bất kỳ đồ vật nào khác tường không có tủ sách tất cả đều trống rỗng trên bàn cũng không có tài liệu hay vật phẩm nào, như thể ngoại trừ cái bàn, chỉ còn lại viện trưởng ngồi lặng lẽ trong căn phòng được bao quanh bởi bức tường đen. Mọi người vòng qua hành lang dài và chật hẹp, khi ra khỏi đó, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Kiểu cấu trúc bên trong này thật không phù hợp với con người, nán lại lâu e rằng tinh thần người bình thường cũng sẽ bị ảnh hưởng. Phòng hồ sơ ở tầng 5, phải đi ngang qua khu tiếp nhận bệnh nhân nội trú. Viện trưởng nói, "Xin mọi người đi chậm lại, không được chạy nhảy hay đùa giỡn, nếu không sẽ kích động đến bệnh nhân." Đi ra ngoài, Chu Gia Ngư cuối cùng cũng có thể nhìn rõ viện trưởng. Con mắt của viện trưởng hẹp dài, vô cảm và góc mắt luôn hướng xuống, tạo ra cảm giác thiếu linh hoạt. Người bình thường khi nói chuyện thường nhìn trực tiếp vào người đối diện, nhưng viện trưởng lại luôn quay mắt đi, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào đâu đó như đang tìm kiếm cái gì. Chúng ta đi thôi." Chu Gia Ngư nói. Viện trưởng bước dẫn họ đi lên cầu thang hướng lên tầng 4. Khi họ đang ở dưới, họ nhận ra rằng các tác phẩm hội họa trở nên kỳ quặc hơn, với nội dung càng ngày càng bí ẩn. Cuối cùng, không có gì cụ thể, chỉ là những hình vẽ lộn xộn, sử dụng màu sắc đỏ và đen chủ yếu. Thẩm Nhất cùng không kìm được, mở miệng hỏi: "Tiên sinh, những bức hội họa này là về gì vậy?" viện trưởng quay đầu nhìn thẩm nhất cùng nhìn một cái rồi chậm rãi trả lời đó là tác phẩm của bệnh viện chúng ta nó rất dễ nhìn mang tính nghệ thuật chúng ta thường trao đổi cảm xúc với nhau qua những tác phẩm này thẩm nhất cùng lầm bầm rằng tình cảm của họ thật phức tạp viện trưởng lườm hắn một cái thẩm nhất cùng phản đối trở lại chu gia ngư có chút nghi ngờ khi hai người bắt đầu tranh luận nhưng viện trưởng quay lại cúi đầu nhanh chóng và họ nhanh chóng đạt tới phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú ở tầng 5 theo viện trưởng nói, phòng hồ sơ liền ở phía sau phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú, chỉ cần đi thẳng là tới. Về phần lý do tại sao phải đặt phòng hồ sơ trọng yếu và các bệnh nhân ở một tầng riêng, thì không ai biết. Chu Gia Ngư nghĩ rằng phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú chỉ là các phòng bệnh thường thôi, nhưng khi họ đến tầng 5, họ phát hiện ra rằng phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú thực sự là nơi các bệnh nhân tự do hoạt động. Trên hành lang và trong phòng chờ, họ đều thấy những bệnh nhân đang nói chuyện với nhau hoặc tham gia vào các hoạt động khác nhau. Có người ngồi trên ghế, có người ngồi trên sàn, có người đang chơi bài, có người đang thảo luận. Chu Gia Ngư thấy ba bệnh nhân đang chơi bài cùng nhau, và khi đi qua, nghe thấy một trong số họ đếm 53, 54, 55. Chu Gia Ngư nhăn mày và hỏi nhỏ một bệnh nhân, "Bạn đang đếm cái gì vậy?" viện trưởng nghe vậy quay đầu nhìn chu gia ngư một cái liếc mắt một lượt rồi nói ngươi có thể tự hỏi hắn chu gia ngư mím môi nghiêng người hỏi bệnh nhân kia ngươi tại sổ cái gì bệnh nhân ngẩng đầu chưa kịp trả lời chỉ nói xin lỗi xin hãy nhỏ giọng chút giọng nói của ngươi quá lớn họ sẽ phát hiện ra họ chu gia ngư nhăn mày thêm sâu trong phòng tiếp nhận bệnh nhân nội chú khi nhìn thấy người lạ, các bệnh nhân không có phản ứng quá khích, chỉ quay đầu nhìn một cái, rồi trở lại thế giới riêng của họ. Chu Gia Ngư quan sát một lút, phát hiện hầu hết bệnh nhân ở đây đều là nam giới, chỉ có một hoặc hai bệnh nhân nữ. Phần lớn nam giới bệnh nhân nằm trong độ tuổi trung niên, không có bệnh nhân quá trẻ hoặc quá già. Chu Gia Ngư có cảm giác như mỗi bệnh nhân đều trải qua một sự chọn lựa giống nhau. Làm sao vậy? viện trưởng chú ý đến chu gia ngư luôn luôn quan sát anh và đột nhiên dừng lại hỏi anh một câu không có gì chu gia ngư trả lời chỉ là thấy mọi thứ rất kỳ quái ở đây không thấy bác sĩ nào cả ồ viện trưởng nói cái này là vì các bệnh nhân đều đang làm việc khác làm việc khác nhưng để các bệnh nhân tự do như vậy trong phòng có vẻ không an toàn phải không lâm giác nói có thể xảy ra chuyện gì đó viện trưởng lẩm bẩm nếu họ chạy trốn có thể xảy ra chuyện gì đó sau câu nói đó hắn cười tiếng cười đó nghe như là đang vui vẻ về điều gì đó khiến mọi người cảm thấy không an tâm tất cả mọi người im lặng nhìn nhau rõ ràng người viện trưởng này không bình thường thậm chí bệnh viện này cũng không bình thường cuối cùng khi họ đến phòng hồ sơ viện trưởng mở cửa và bước ra ngoài từ dám vươn tay cản đường hắn, "Tiên sinh, ngài có thể lấy khẩu trang xuống để chúng tôi nhìn rõ hơn không?" Không khí lập tức trở nên yên lặng. Trong ánh mắt của viện trưởng có một vẻ lạnh lùng và băng giá. Anh nhỏ giọng lẩm bẩm một điều gì đó, phảng phất nghe như một lời nguyền và dường như anh từ chối mở miệng, nhưng Chu Gia Ngư đã thấy anh đưa tay đến khẩu trang, sau đó lấy nó ra. Khi Chu Gia Ngư nhìn thấy dáng vẻ thật của viện trưởng, anh không khỏi hít vào một hơi lạnh. Dưới khẩu trang, gương mặt anh bị che khuất bởi một số vết thương lớn, chúng không rõ là do gì gây ra và đã được mổ khâu cẩn thận, chỉ còn lại những vết sẹo. Đôi môi của anh cũng không còn nữa. Thấy rồi không? Viện trưởng hỏi. Từ dám không có biểu hiện kinh ngạc mà hỏi, anh bị thương sao? Tôi bị tấn công. Viện trưởng trả lời, mặt tôi bị tổn thương, nhưng không liên quan. Nó đã được xử lý. Anh nhếch môi thành một nụ cười, nhưng nụ cười đó có vẻ buộc bản thân phải làm như vậy và khuôn mặt anh trở nên rất kỳ quặc. Người tấn công anh là ai? Lâm Giác hỏi, có phải là bệnh nhân trong bệnh viện không? Viện trưởng không trả lời, chỉ mặc khẩu trang lại, dường như không muốn nói thêm về vấn đề này. Chúng ta chưa quen với nơi này, viện trưởng, bạn có thể dành chút thời gian để giúp đỡ chúng tôi? lâm trục thủy đột ngột phát biểu không mấy lịch sự rất tiếc tôi rất bận rộn và không có thời gian viện trưởng nói tôi không có thời gian giúp đỡ bạn anh nhấn mạnh lại lần nữa tôi không có thời gian giúp đỡ bạn anh muốn rời đi nhưng bị từ nhập vọng ngăn cản xin lỗi viện trưởng chúng tôi không quen với nơi này mong bạn dành chút thời gian để hướng dẫn chúng tôi viện trưởng giận dữ nhìn từ nhập vọng nhưng với sự kiên nhẫn của anh anh vẫn ở lại khi họ bước vào phòng hồ sơ chu gia ngư bắt đầu ho khan anh cảm thấy khó chịu trong phòng và nhanh chóng bước ra ngoài để hít thở không khí tươi mới làm sao vậy lâm giác hỏi quán nhi cậu sao lại ho như vậy chu gia ngư lắc đầu không biết anh lấy một mảnh giấy ăn bịt miệng mũi và sau đó thở vào không khí mới bên ngoài Tôi nghĩ có lẽ là do một vật thể bên trong gây ra dị ứng. Từ nhập vọng nói, người hãy đợi ở bên ngoài, chúng ta sẽ tìm ra được. Thật sự không còn cách nào khác, Chu Gia Ngư đành phải ở ngoài phòng hồ sơ và đợi họ tiếp tục tìm kiếm. Bất chấp việc bị ép buộc phải ở lại, viện trưởng không hề thể hiện dấu hiệu cần sự giúp đỡ. Hắn đứng ở một góc nhỏ, sự cảnh giác trong ánh mắt, dường như sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào chu gia ngư định vứt tờ giấy giữa mũi và miệng của viện trưởng vào thùng rác nhưng khi anh ta kiểm tra tờ giấy anh phát hiện một chút màu đen bột phấn trên đó đây là gì vậy chu gia ngư cảm thấy sửng sốt sau khi lao qua anh phát hiện đó là một loại bụi màu đen giống như cho than không biết thẩm nhất cùng người đang ở gần chạy đến xem chu gia ngư nhìn tờ giấy nhưng không tìm thấy màu đen bất kỳ nào không có gì cả anh quay đầu nhìn lại, nhưng màu đen mà anh vừa thấy đã biến mất. Thật kỳ lạ, tôi vừa mới cảm thấy khó thở một chút và phát hiện ra cái màu đen kia. Trong khi họ đang nói chuyện, mọi người trong phòng đều nhìn về phía họ. Lâm Trục Thủy cũng quay lại, nhưng khi anh ta rời phòng hồ sơ, một tiếng động lớn vang lên từ bên ngoài cửa sổ. Chu Gia Ngư kinh hãi nhìn lại, phát hiện cửa sổ phòng hồ sơ đã mở ra và viện trưởng đã biến mất. Không có gì phải nghi ngờ anh ta đã nhảy xuống từ cửa sổ. Này này, anh ta đang chạy." Từ Nhập vọng hét lên khi anh ta chạy đến cửa sổ. Chu Gia Ngư nói, "Nhưng chúng ta đang ở tầng 5, làm sao anh ta có thể?" Từ Nhập vọng nói, "Anh ta không phải là người bình thường, chạy trốn nhanh hơn cả thỏ." "Là người hay quỷ, điều đó chưa chắc." Lâm Giác nói, "Trục Thủy, ý kiến của ngươi thế nào?" "Hiển nhiên là người." Lâm Trục Thủy trả lời, nhưng ở Mạnh Dương Thiên, việc giữ chúng ta ở đây và biến mất, cả hai đều không phải là dấu hiệu của người bình thường. Mọi người im lặng, có lẽ họ muốn tìm hiểu thêm về những sự kiện kỳ lạ đã xảy ra vào buổi tối đó tại Mạnh Dương Thiên. Rõ ràng, bệnh viện tâm thần này và Mạnh Dương Thiên đều đang tỏ ra không bình thường, cùng với các bác sĩ kỳ lạ và những bệnh nhân đầy rẫy, tạo ra một không khí căng thẳng đến cực điểm. Chúng ta tiếp tục xem hồ sơ có ai muốn đi tìm một số bác sĩ khác để hỏi về tình hình? Từ giám đề xuất. Được, Trục Thủy và Quán Nhi, bạn hai hãy đi, còn tôi và Từ Nhập Vọng sẽ ở lại đây để tiếp tục tìm hiểu. Lâm Giác mặc dù không hài lòng với việc phải dành thời gian để xem xét những hồ sơ bụi bặm này, nhưng ông vẫn quyết định ở lại. Chu Gia Ngư cảm thấy một chút bất ổn với vấn đề dị ứng của mình, nhưng Lâm Trục Thủy không hề nhận ra điều đó và có thể tiếp tục điều tra được lâm trục thủy đồng ý vì vậy hai người chia tay phòng hồ sơ và chuẩn bị đi xuống tầng dưới nhưng họ nhận ra một số người giống bác sĩ đang đi ra khỏi khu vực làm việc ở tầng lầu bên kia khi họ đi qua phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú lần này không có sự hướng dẫn từ viện trưởng những bệnh nhân đang ở đây trước đây có vẻ thân thiện giờ trở nên căng thẳng ban đầu chu gia ngư nghĩ rằng đó chỉ là trí tưởng tượng của mình nhưng khi một bệnh nhân ném một vật cứng trong tay ra phía anh ta, anh mới nhận ra rằng đó không phải là một sự nhầm lẫn. Với hơn 100 người như một đàn hổ, Chu Gia Ngư nhanh chóng dẫn Lâm Trục Thủy ra khỏi tầng này. Nhưng anh không ngờ rằng vùng hoạt động của bệnh nhân không giới hạn ở tầng 5, khi họ đến tầng 4, họ vẫn có thể nhìn thấy một số bệnh nhân đi lang thang trên hành lang, mặc dù số lượng đã giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, khi họ đến tầng 4, nơi các bác sĩ thường làm việc, không có bác sĩ nào, dù Chu Gia Ngư đã kiên nhẫn đi dọc theo tầng này. Cuối cùng, anh ta mới nhìn thấy một văn phòng với một người đang mặc đồ bác sĩ màu trắng ngồi trong đó. Người đó đang ngồi trước máy tính, tưởng chừng như đang xem qua tài liệu, mặt anh ta rất nghiêm túc, vì vậy Chu Gia Ngư và Lâm Trục Thủy đã tiến vào phòng mà không được chú ý. "Xin chào." Chu Gia Ngư nói. Người đó không nhìn lên, vẫn tiếp tục làm việc trước máy tính xin chào chu gia ngư nói một lần nữa nhìn vào mắt người đó bác sĩ trần nghe gọi tên bác sĩ trần anh ta cuối cùng cũng ngừng làm việc đặt kính lên và nói xin chào có chuyện gì chu gia ngư nói chúng tôi muốn biết thêm về vết thương trên mặt của viện trưởng là do cái gì gây ra anh ta bị tấn công bác sĩ trần nói Chu Gia Ngư nghe xong cảm thấy lo lắng, không ngờ rằng viện trưởng lại bị thương và có liên quan đến các bệnh nhân ở đây. Khi bác sĩ Trần nói như vậy, hắn lộ ra biểu tình đầy giận dữ, như muốn nghiến răng nghiến lợi và nói, những kẻ phế vật này, họ nên chết hết đi. Nghe những lời này, Chu Gia Ngư bất ngờ cảm thấy không bình thường. Hắn bất giác nghiêng người sang một bên, nhìn vào màn hình máy tính của bác sĩ Trần, màn hình đen thui, không có gì hiển thị. Chu Gia Ngư cảm thấy căng thẳng, nhưng vẫn giữ vững phong thái, nói, dạ, cảm ơn ngài. Hắn đứng dậy, chuẩn bị dẫn Lâm Trục Thủy ra, nhưng bác sĩ Trần bất ngờ kêu họ lại, và hỏi, ngươi là ai? Ngươi cũng là bác sĩ sao? Chu Gia Ngư trả lời, không phải. Bác sĩ Trần bỗng đứng dậy, mở ngăn kéo và lấy ra một cái dụng cụ giống rùi cui điện, lên tiếng gầm lên, nếu không phải là bác sĩ thì sao lại mặc trang phục của bệnh nhân? Ngươi muốn làm gì, muốn tạo phản à? Tất cả đều là vì nhóm bạn, tất cả đều là vì nhóm bạn." Hắn hét lên, quay người lại và lao về phía Chu Gia Ngư và Lâm Trục Thủy. Chu Gia Ngư hoảng sợ, nhanh chóng rút ra tiểu chỉ từ trong ngực, tiểu chỉ rơi xuống sàn và tự kích hoạt thân thể, lao về phía Trần Y Sĩ, sau đó đánh hắn một cái khiến hắn ngã bất tỉnh. Những người bình thường thường sẽ giật mình khi nhìn thấy tiểu chỉ nhưng trần y sĩ không chỉ không sợ mà còn trở nên kích động hơn lẩm bẩm một cái gì đó và quay người đi tìm hung khí biểu hiện của hắn còn đáng sợ hơn cả những bệnh nhân ở trên lầu chu gia ngư đã cảm thấy không ổn từ khi bước vào bệnh viện này và sau khi gặp một số bác sĩ hắn bắt đầu nghi ngờ rằng không có người nào là bình thường trong bệnh viện này khi nhìn thấy bác sĩ trần muốn tìm hung khí chu gia ngư không thể nhịn nổi nữa và sử dụng tiểu chỉ để làm cho anh ta bất tỉnh. Tiểu chỉ hành động quyết đoán, không cho cơ hội cho sự tấn công tiếp theo từ Trần Y sĩ. Người này đã bất tỉnh, sau đó Chu Gia Ngư đi xung quanh bàn làm việc để kiểm tra một chút và phát hiện ra rằng Trần Y sĩ vừa nãy đang gõ trên máy tính, màn hình máy tính đen thui, không có ánh sáng nào, thậm chí máy chủ cũng không hoạt động, cho nên hắn kết luận rằng hắn có vẻ chỉ là gõ phím mà thôi. Chu Gia Ngư Tiên sư, người này dường như có vấn đề về tinh thần." Lâm Trục Thủy lại không ngạc nhiên chút nào, liệu có ai trong bệnh viện này là bình thường không? Chu Gia Ngư nói, "Điều gì đang xảy ra thế này? Tại sao cả bác sĩ cũng có vẻ như vậy? Và liệu Trần y sĩ kia có liên quan gì đến Khương Trúc không?" Lâm Trục Thủy nói, "Hãy tìm phòng quản lý vị trí, chúng ta sẽ xem qua một chút." Nhận được sự nhắc nhở từ Lâm Trục Thủy, Chu Gia Ngư mới nhớ rằng mỗi tòa nhà trong bệnh viện đều có một bản đồ và hệ thống quản lý vị trí tương tự. Hắn nhìn lên và thấy một bảng thông tin vị trí gần đó, nằm ở góc phòng. "Được, tôi sẽ tìm nó." May mắn thay, mỗi tầng của tòa nhà đều có bản đồ bệnh viện và hệ thống quản lý vị trí, cho nên Chu Gia Ngư nhanh chóng tìm ra phòng quản lý vị trí ở tầng 1, ngay gần cổng ra vào. Sau khi tìm ra, hai người tiến vào phòng. Phòng quản lý này chứa toàn bộ hệ thống camera giám sát và máy thu hình, trong đó có màn hình hiển thị phòng của viện trưởng. Họ thấy cảnh lâm giác và nhóm của anh ta tìm kiếm hồ sơ, cũng như bệnh nhân trên hành lang. Làm việc của các bác sĩ ở đâu cũng được quan sát. Lâm Trục Thủy nói. Chu Gia Ngư nghe vậy, chỉ gật đầu đồng ý. Hắn bắt đầu tìm kiếm hình ảnh của các bác sĩ, nhưng khi hắn kiểm tra một cách kỹ lưỡng, hắn bắt đầu cảm thấy một cơn lạnh mồ hôi trên lưng trên màn hình, hơn 100 người xuất hiện, nhưng không có ai mặc đồ bác sĩ, từ phòng làm việc đến hành lang, thậm chí cả phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú, không có ai mặc trang phục của bác sĩ, dấu vết của họ hoàn toàn biến mất trong kiến trúc của bệnh viện này. Chương 96, Khương Trúc. "Tiên sinh, tôi không thấy bác sĩ nào cả." Chu Gia Ngư báo cáo tình hình cho Lâm Trục Thủy, "Trên màn hình, tôi không thấy một ai mặc đồ bác sĩ." chỉ thấy các bệnh nhân ở trong tòa nhà này. Lâm Trục Thủy hỏi, không thấy sao? Đúng vậy, Chu Gia Ngư kiểm tra một lần nữa, sau khi xác định không sai, anh nói, dường như không có bác sĩ nào ở trong bệnh viện này. Lâm Trục Thủy nhăn mày, sắp nói gì đó, điện thoại di động của Chu Gia Ngư lại vang lên, là cuộc gọi từ Lâm Giác. Nhận điện thoại trước, Lâm Trục Thủy nói. Chu Gia Ngư nhấn nút trả lời nghe thấy giọng của Lâm Giác, anh ta cảm nhận được sự lo lắng từ cô. Gia Ngư, tình hình không ổn lắm đâu. Chu Gia Ngư hỏi về tình hình. Lâm Giác nói, chúng tôi đã tìm thấy một số tài liệu về một bệnh nhân. Chu Gia Ngư nói, tài liệu về bệnh nhân. Lâm Giác nói, bệnh nhân tên là Lý Nhất Hạo. Anh ta vừa nhắc tên này, Chu Gia Ngư lập tức cảm thấy dối bời cái tên này có liên quan đến phòng làm việc của bác sĩ Lý trước đó, đúng không? Đây có thể là một sự trùng hợp, nhưng anh ta cảm thấy có điều gì đó không ổn, Lý Nhất Hạo mà chúng ta vừa nói. Chính xác, Lâm Giác khẳng định trong tài liệu cũng có hình ảnh của anh ta, và anh ta giống hệt như một bác sĩ mà chúng ta vừa gặp. Chu Gia Ngư cảm thấy dùng mình, nếu bác sĩ Lý thực sự là bệnh nhân này, thì có thể cái được gọi là viện trưởng cũng không phải là một bác sĩ lâm giác cũng hiểu suy nghĩ của chu gia ngư cô nói chúng ta cần tìm tài liệu của anh ta ngay bây giờ để xem có điều gì khác biệt không nhưng phòng hồ sơ có vấn đề vấn đề là gì chu gia ngư đặt câu hỏi lâm giác thở dài hiện tại chúng ta không thể tìm thấy bất kỳ tài liệu về bác sĩ khương trúc nào trong hồ sơ vì vậy không thể xác định liệu có bác sĩ nào ở trong bệnh viện này hay không chu gia ngư nghe xong Nhìn qua màn hình lớn đang phát hình ảnh từ bên trong viện và nói, "Tôi đang theo dõi phòng và không thấy bác sĩ nào trên hình ảnh từ camera giám sát bên trong." Lâm Giác im lặng một chút, sau đó nói rằng họ cần phải tiếp tục tìm kiếm và đề nghị Chu Gia Ngư báo cáo tình hình cho Lâm Trục Thủy để biết ý kiến của anh ta. Chu Gia Ngư đồng ý và họ dự định gặp nhau tại tầng 5 trong nửa giờ sau, sau khi cúp điện thoại. Nhưng trước khi Chu Gia Ngư kịp nói gì, Lâm Trục Thủy đã nhanh chóng đặt câu hỏi, không tìm thấy hồ sơ của bác sĩ. Đúng vậy, Chu Gia Ngư hơi ngạc nhiên khi Lâm Trục Thủy đoán được, Lâm Giác nói rằng chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ hồ sơ nào liên quan đến bác sĩ. Bị hủy rồi. Lâm Trục Thủy nhấn nhẹ ngón tay lên bàn, cười khẩn trương, điều này càng chứng minh tình hình nguy hiểm hơn. Chu Gia Ngư đang suy nghĩ về ý nghĩa của những gì Lâm Trục Thủy nói nhưng đột nhiên quan tâm đến những gì đang diễn ra trên màn hình camera giám sát. Cả hai đứng dậy và bắt đầu tiến về phía tầng trệt, trong đó có một số người ngồi trong xe lăn vận động khó khăn, nhưng họ cũng phải xuống. Đang xảy ra gì vậy? Chu Gia Ngư ngạc nhiên, bệnh nhân dường như đang hồi hộp như điên, mỗi người đều đầy nụ cười hưng phấn, như thể họ đang chuẩn bị làm một việc vô cùng quan trọng. Vậy thì chuyện gì đang xảy ra? chu gia ngư bắt đầu cảm thấy hoang mang bệnh nhân tiếp tục di chuyển đến tầng trệt tập trung trong một căn phòng lớn họ hô hào và nói chuyện sôi nổi mỗi người đều tỏ ra phấn khích và lo lắng nhưng cũng có một số người đang nắm tay mình với cảm xúc kích động chu gia ngư thậm chí còn nhìn thấy một số người đang cắn tay vì lo lắng bọn họ đang làm gì vậy chu gia ngư tỏ ra lo lắng lâm trục thủy mỉm cười một cách lạnh lùng Hãy kiểm tra xem viện trưởng có ở trong đám người không. Chu Gia Ngư kiểm tra qua và thật ngạc nhiên khi thấy viện trưởng, người vừa từ tầng 5 nhảy ra cửa sổ để chạy trốn, giờ đang xuất hiện ở tầng trệt giữa đám người. Tuy nhiên, viện trưởng đã thay đổi trang phục từ bác sĩ sang trang phục bệnh nhân, và vì vậy, dù anh ta là người cao hơn và có cử động tương tự, nhưng Chu Gia Ngư rất khó nhận ra anh ta giữa nhóm bệnh nhân. Chu Gia Ngư báo cáo Tôi đã tìm thấy anh ấy, anh ấy đang ở trong nhóm người và đã đổi trang phục thành bệnh nhân. Hình ảnh trên video không rõ ràng lắm, nhưng anh thấy rằng tại tầng trệt, số lượng bệnh nhân đang tập trung ngày càng nhiều và cuối cùng có tiếng nổ lớn, tất cả mọi người đều bị phong tỏa trong sảnh tầng trệt. Bệnh nhân dưới tầng trệt đang di chuyển lên trên sân khấu, nơi viện trưởng đang phát biểu mà từ video không thể nghe thấy âm thanh, làm cho mọi thứ trở nên khó đoán sau khi hắn nói xong ngay lập tức bò xuống từ đài chu gia ngư nhìn thấy một người khác leo lên đài cao thấy cảnh này hắn nghĩ rằng người đó có thể là viện trưởng hoặc một người có tư cách quan trọng nhưng không ngờ lần này lại là bốn người leo lên mỗi người đều cầm vũ khí trong tay chu gia ngư lộ ra vẻ mặt không tin vào điều này nhìn mấy người trên đài đánh nhau màn hình không màu sắc nhưng hắn có thể cảm nhận được sự kích động và sự căng thẳng bên trong bọn họ một người bị đẩy xuống từ đài, rơi xuống đất và không còn động đậy nữa. Những người xung quanh vui mừng hò reo, kéo chân của hắn và ném anh ta như rác thải vào góc. Cuộc đấu vẫn tiếp tục cho đến khi chỉ còn lại một người. Chu Gia Ngư nhìn những cảnh này với sự kinh ngạc, đồng thời chia sẻ với Lâm Trục Thủy những gì đã xảy ra. Lâm Trục Thủy nhanh chóng che mắt Chu Gia Ngư bằng bàn tay, có sợ không? Hoan, hoàn hảo, Chu Gia Ngư trả lời, nhưng tôi không ngờ rằng tình hình ở bệnh viện lại như vậy. Lâm Trục Thủy nói, nếu không muốn nhìn thì đừng nhìn. Mặc dù vui vẻ với lời của Lâm Trục Thủy, nhưng Chu Gia Ngư vẫn không thể không cảm thấy lo sợ. Hắn trả lời rằng không có gì đáng lo, sau đó nắm chặt tay của Lâm Trục Thủy và chuyển ánh mắt của mình vào màn hình. Hình ảnh vẫn tiếp tục, âm thanh kích động vang lên từ người bệnh chiến thắng, họ đều đầy máu đứng trên đài và giơ hai tay lên. Chu Gia Ngư nhìn thấy một bộ y phục được đưa ra từ đám người đang hướng lên đài cao đó là trang phục của bác sĩ trưởng khoa. Ở bệnh viện này, không bao giờ thiếu bác sĩ. Chu Gia Ngư tự suy luận, tất cả những người đó đều là bệnh nhân được chọn ra từ bên trong. Có một khả năng khác. Lâm Trục Thủy nói, có vẻ lo lắng, ôm Chu Gia Ngư từ phía sau và nói một cách lạnh lùng nhưng đầy sự thực có thể những người bệnh này đã từng làm giả vị trí bác sĩ trước đó. Chu Gia Ngư không nói gì, hắn bị ôm từ phía sau bởi Lâm Trục Thủy, cảm giác ấm áp và an toàn, nhưng bản thân hắn cảm thấy rất yếu đuối. Hắn nói rằng không sao, rồi nhìn vào màn hình trên đầu. Chu Gia Ngư không thốt ra lời nào, hắn bị Lâm Trục Thủy ôm, lưng tựa vào ngực hắn, một cảm giác ấm áp và vững chắc. Trong không khí bất thường do màn hình bị hỏng, trong đầu Chu Gia Ngư nảy lên hình ảnh đau đớn của viện trưởng bị thương. Hắn cảm thấy khó lòng suy nghĩ về số lượng bệnh nhân tham gia cuộc đấu đẫm máu như vậy. Bệnh nhân chiến thắng trên giường thuộc về viện trưởng, khiến Chu Gia Ngư nhìn thấy hắn nhảy xuống từ đài cao và vẫy tay trong đám người. Sau khi một lần nữa nhảy lên hàng rào sắt, không khí căng thẳng và u ám lấp đầy không gian, nhưng dần dần tan biến khi mọi người rời đi, chỉ còn lại một bệnh nhân mất ý thức nằm bên góc phòng. Chu Gia Ngư không thể nhìn nổi và đề xuất họ đi vào đại sảnh xem xét. Lâm Trục Thủy gật đầu đồng ý với đề nghị của Chu Gia Ngư. Hai người rời phòng quản lý và đi đến đại sảnh. Sàn nhà đỏ tươi từ máu của bệnh nhân, mọi thứ trở nên hỗn độn. Chu Gia Ngư tiến lại gần bệnh nhân kia và nhận ra hắn đã qua đời. Hắn đưa tay để kiểm tra thở của người đó và sau đó thở dài, người đã chết. Lâm Trục Thủy nhíu mày nhẹ nhàng. Chu Gia Ngư ngạc nhiên khi nghĩ rằng tình trạng của người này chỉ là nặng thôi, nhưng không ngờ rằng hắn đã qua đời một cách đột ngột như vậy. Hắn đứng dậy và nhìn xung quanh, "Thưa ngài, tại sao xác của người lại để ở đây? Chắc chắn sẽ có người đến thu thập." Lâm Trục Thủy dự đoán. Và sự thật đã chứng minh Lâm Trục Thủy đúng, chỉ trong vài phút sau đó, nhóm bác sĩ trong bệnh viện đã xuất hiện trong đại sảnh cầm dụng cụ lau dọn và dường như chuẩn bị làm sạch hiện trường. Nếu không phải vừa mới chứng kiến cảnh tượng trong video, Chu Gia Ngư có thể sẽ nghĩ rằng họ chỉ đang làm việc theo quy trình. Nhưng hiện tại, hắn chỉ muốn tránh xa những người đó. May mắn là nhóm bác sĩ không phản ứng lại, họ chỉ tập trung vào việc dọn dẹp đại sảnh, thậm chí có hai người đang chuẩn bị kéo xác bệnh nhân ra khỏi đó. Chu Gia Ngư không kìm được việc hỏi, các ngươi muốn giữ thi thể ở đây đến bao lâu? Bác sĩ kia quay đầu lạnh lùng nhìn hắn và hỏi, phía sau núi, ngươi muốn đi cùng không? Chu gia Ngư lắc đầu phủ phục. Người kia quay đi mà không một lời nói thêm, lấy đi thi thể một cách vô tư. Chu gia Ngư cảm nhận được mùi tanh đặc trưng, gợi nhớ về một cảnh trong mơ, một không gian huyền bí và u ám, nhưng sự hiện diện của người kia làm cho hắn cảm thấy thực tế hơn. Hắn thở dài, nhìn về phía Lâm Trục Thủy, cảm thấy an ủi. Tiên sinh, chúng ta phải làm gì bây giờ? Nơi đây hoàn toàn vắng vẻ, và khu vực này cách xa xa ngôi làng gần nhất. Dường như cảnh sát phải mất vài ngày mới có thể đến, và ngay cả khi có vụ án giết người, bệnh nhân tâm thần cũng không thể bị kết án. Chu Gia Ngư cẩn thận hỏi. Lâm Trục Thủy đáp, hãy kiểm tra tài liệu của Lâm Giác, Chu Gia Ngư nhanh chóng nhớ lại thỏa thuận trước đó với Lâm Giác và nhóm của hắn. Bây giờ, họ không cần phải đợi nửa giờ như đã thảo luận trước đó, vì họ đang ở trên tầng 1 và Lâm Giác nằm ở tầng 5. Tuy nhiên, khi họ bắt đầu đi lên, họ nhận ra rằng không còn bệnh nhân nào ở đây nữa. Bây giờ là buổi chiều khoảng 2 giờ, và ánh sáng mặt trời dọi sáng vào bên trong tòa nhà, nhưng không gian trở nên u ám và lạnh lẽo. Tầng 5 cũng trống rỗng, với một số đồ chơi bị bỏ lung tung trên sàn. Điều này chứng tỏ rằng các bệnh nhân đã rời khỏi khi cuộc đấu kết thúc. Chu Gia Ngư đến phòng hồ sơ và cảm nhận mùi mốc đặc trưng, khiến hắn dừng lại và hỏi: "Sư bá, cô có phát hiện điều gì không?" "Tôi nghĩ rằng bệnh viện tâm thần này nên được điều tra kỹ lưỡng." Lâm Giác từ bên trong đi ra, cầm hai tập tài liệu. Hắn đưa chúng cho Chu Gia Ngư và nói: "Hãy đọc xem." Chu Gia Ngư xem qua và phát hiện rằng đó là các bản ghi nhập viện. Hắn nhanh chóng duyệt qua và phát hiện một vấn đề đáng chú ý, tại sao? Bệnh viện này không nhận bệnh nhân mới trong vài năm qua. Đúng vậy, Lâm Giác thở dài, không bao giờ có bệnh nhân mới được chuyển vào hoặc ra khỏi bệnh viện. Chu Gia Ngư ngạc nhiên, làm sao có thể? Việc không có bệnh nhân mới chuyển vào là hiển nhiên, nhưng việc không có bệnh nhân nào ra khỏi, những bệnh nhân này có gia đình không? Họ không bày tỏ ý kiến sao? Lâm Giác thở dài, tôi nghĩ không, vì bệnh viện tâm thần này có đặc điểm đặc biệt. Thường thì bệnh nhân tâm thần đều có gia đình và gia đình thường giám sát quá trình điều trị, ít nhất cũng sẽ không xảy ra cái chết. Tuy nhiên, bệnh viện tâm thần này lại có những điểm khác biệt. Bệnh viện tâm thần này chọn lọc một cách cẩn thận những bệnh nhân, phần lớn đều là những người xã hội cực kỳ yếu đuối. Ví dụ như Khương Trúc, một người không có gia đình và mất bối cảnh, cũng không phải là trường hợp đặc biệt ở đây. Bệnh viện tâm thần này không phải là nơi dễ dàng tiếp nhận, Chu Gia Ngư nhận định. Nếu muốn điều trị thành công, không chỉ cần sử dụng các loại thuốc đắt tiền mà còn cần điều kiện và môi trường phù hợp. Không thể hiểu nổi rằng trong điều kiện như vậy, họ có thể đạt được điều gì. Vậy những người này định làm gì? Tình hình trước mắt đặc biệt đáng lo ngại. Và điều này chứng tỏ rằng bệnh viện đang trải qua những biến động không bình thường. Hoặc họ muốn gì với Khương Trúc? Chúng ta không biết." Lâm Giác gật đầu, "Nhưng có lẽ sẽ không là điều tốt. Nếu họ đã không còn ở đây, chúng ta có nên đi tìm họ không?" Chu Gia Ngư đề xuất, "Chắc chắn họ đang giữ một số bí mật. Chúng ta không biết họ đi đâu." Lâm Giác giải thích, "Khi chúng tôi đang kiểm tra hồ sơ, có người đến và hỏi liệu chúng tôi có muốn đi cùng không? Họ đề xuất đi cầu nguyện ở phía sau núi, Chu Gia Ngư ngạc nhiên. Liệu họ có tin vào tôn giáo không? Không rõ, Lâm Giác nói, họ nói rằng họ đang cầu nguyện cho sự an lành của vùng đất. Chúng ta có muốn thử xem không? Lâm Trục Thủy nói, đi thôi. Vì vậy, mọi người quyết định đi xem xét tình hình. Đầu tiên là sự việc chém giết trong đại sảnh sau đó là cuộc hội nghị cầu xin thần phật phù hộ những hành động của những người tâm thần này dường như đã trở nên quen thuộc với họ không cần ai phải gợi nhắc họ đã tuân theo từng bước của quy trình nhà này nằm gần kiến trúc giống như một ngôi đền nhưng kiến trúc của nó không hoàn toàn giống không có những biểu tượng tôn giáo như thánh giá sự kiện này đã thu hút sự chú ý của bệnh viện và họ chỉ có thể tìm thấy nó nhờ sự hướng dẫn của lâm giác khi họ đến gần Chu Gia Ngư nghe thấy âm thanh của nhiều cuộc trò chuyện. Kiến trúc này không hoàn toàn đóng kín, một khe hở nhỏ cho phép họ nhìn thấy bên trong. Tất cả các bệnh nhân đều ở đây, quỳ gối trên mặt đất, tay chắp trước ngực và nói lên những điều gì đó. Trên một bàn gỗ màu đen ở phía trước, có một cái tấm được phủ kín bằng vải trắng, từ hình dáng, có vẻ như có một người nằm trên đó. Một khách mới đã đến. Người đứng trước đám đông nói: và khương trúc người mặc một bộ áo đen bất ngờ đứng dậy trước đây hắn đã ngồi trong bóng tối nhưng bây giờ hắn quay lại và chào đón họ chu gia ngư sợ hết hồn nhận ra rằng đó là khương trúc khương trúc anh gọi tên hắn khương trúc nhìn xung quanh trả lời bạn đến quá muộn chu gia ngư nói chúng tôi đã cố gắng khương trúc tiếp tục nhìn quanh nói có vẻ như bạn đến quá muộn các bệnh nhân tiếp tục cầu nguyện, nhưng họ trông như đang chờ đợi điều gì đó. Khương Trúc đứng im lặng đối mặt với họ. Chu Gia Ngư muốn tiến gần hơn, nhưng anh thấy họ đẩy ra một chiếc lồng sắt lớn, bên trong có một người đàn ông trần trụi, cả hai tay chân của anh ta đều bị chặt, chỉ còn lại một thân hình tàn tật. Anh ta lẩm bẩm khi thấy Chu Gia Ngư, miệng anh ta mở ra nhưng không có âm thanh, anh ta đã mất luôn cả lưỡi. Người này dáng dấp phi thường dễ dàng gây cảm giác khó chịu. Chu ra ngư mím môi, anh làm gì? Đúng, tôi làm. Khương Trúc thừa nhận một cách thẳng thắn. Anh ta đi đến bên cạnh lồng sắt, đưa tay qua khe hở, nắm lấy cổ của người kia. Tôi biết bạn muốn gì. Âm thanh của anh ta trầm thấp, âm u ác ma. Trong lồng sắt, người kia ạch ạch kêu, nhưng có lẽ là ảo giác. Anh ta bị bóp cổ bởi Khương Trúc nhưng không có cảm giác sợ hãi thậm chí trong ánh mắt còn hiện lên vẻ vui vẻ, như mong đợi một điều gì đó đã lâu. "Nhưng tôi sẽ không cho bạn." Một lát sau, Khương Trúc buông tay, cười vui vẻ. "Hãy chờ xem." ạch à, ạch. À, người kia trông tuyệt vọng, nhưng Khương Trúc không quan tâm. "Anh đến đây làm gì với bệnh viện này?" Chu Gia Ngư tỏ ra khó tin, mặc dù anh ta đã đoán được một ít, nhưng việc nhìn thấy Khương Trúc hành động vẫn làm anh ta không thể kiềm chế được cảm xúc rõ ràng không chỉ anh ta cảm giác không thoải mái của khương trúc cũng được phản ánh qua từ nhập vọng khương trúc ném một vật gì đó xuống đất sau đó quay người để rời đi chu gia ngư muốn đuổi theo nhưng bị nhóm bệnh nhân cuồng nhiệt vây quanh nếu họ chỉ là vật bẩn thỉu họ có thể được bỏ qua nhưng với những con người sống sờ sờ họ không thể làm gì khác ngoài việc nhìn khương trúc rời đi lâm trục thủy tỏ ra lạnh lùng không có ý định can thiệp vào ý định của Khương Trúc. Anh ta lấy ra một tờ giấy và đốt cháy nó, để lửa bay đi. Chu Gia Ngư nắm lấy một bức ảnh bỏ lại bởi Khương Trúc. Đó là một bức ảnh ghi số 13. Một bức ảnh. Anh hỏi, cô muốn xem không? Đương nhiên, tôi đã đến đây rồi, không xem thì phí. Lâm Giác trả lời, nhưng không có tâm trạng tốt. Hãy báo cho cảnh sát trước không thể xử lý tất cả các bệnh nhân này một cách đơn lẻ. Bệnh viện này có hơn trăm bệnh nhân, nếu coi họ chỉ là vật bẩn, có lẽ sẽ không có vấn đề gì, nhưng không phải như vậy. Từ giám cũng bất đắc dĩ, gọi điện thoại để báo cáo. Cảnh sát có lẽ sẽ đến vào ngày thứ hai. Trước khi đến, họ đã cảm thấy rằng chuyện này không đơn giản, và khi bước vào, họ phát hiện mọi thứ còn phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng. Sau khi thu được video, họ đã đi đến phòng quản lý nơi có thể phát sóng video tất nhiên họ đã mang theo lồng sắt bên trong người nhưng người đó sau khi khương trúc ra đi vẫn giống như một xác chết không cử động gây ra cảm giác không thoải mái cho những người xem trong phòng quản lý lâm giác cắm video vào máy tính để xem trên màn hình họ thấy một người đang ngồi người này không phải là khương trúc phải không cảnh sát đã từng gặp ảnh của khương trúc trước đó và người trong video không giống với anh ta. "Không phải." Lâm Giác nói, "Anh ta không có nhãn trên ngực, chắc chắn là một bệnh nhân của bệnh viện này." Lâm Giác vừa nói, họ thấy một số người khác xuất hiện trong video, mặc bác sĩ trang phục trắng và cầm dược phẩm cùng ống tiêm. Trong tay họ cầm cả một tập ghi chép dày đặc, dường như chuẩn bị ghi chép gì đó. Chu Gia Ngư bỗng cảm thấy lo lắng, những người này định làm gì vậy? họ nhìn thấy thầy thuốc đưa ống tiêm vào cổ của bệnh nhân và sau đó bệnh nhân bắt đầu vật lộn trong sự đau đớn khi xem đến đây mọi người đã đoán được rằng video này đang ghi lại thí nghiệm ở bệnh viện tâm thần nhưng không biết thí nghiệm đó là gì từ nhập vọng không thể kìm nén được cất tiếng mắng những người khác cũng tái mặt không chịu được cảnh tượng trên màn hình nhưng điều này chỉ là bắt đầu Dược phẩm được tiêm vào cơ thể bệnh nhân bắt đầu phát huy tác dụng, khiến anh ta càng ngày càng đau đớn và cuối cùng trở nên điên cuồng, dẫy rùa. Nhưng không thể di chuyển. Mặc dù có thể không gây ra sự phẫn nộ của cảnh sát, nhưng việc những người mặc trang phục của các bác sĩ lại cười khi thấy bệnh nhân đau đớn đã làm tức giận họ. Họ nhìn thấy một người thậm chí đẩy bệnh nhân xuống đất, cười khi thấy anh ta vật lộn trong đau đớn. Cảnh đó, kèm theo âm thanh của bệnh nhân rên rỉ, đã khiến mọi người tức giận lâm giác dừng lại nói xin lỗi tôi nghĩ mình cần một chút thời gian tâm trạng của cô ấy và từ giám đều rất rõ ràng lâm giác không nói gì nhưng nhổ một điếu thuốc từ trong ngực ra rồi nói tiếp tục đi phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn